Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Trong kênh của em thì đã có rất là nhiều cái video về cái dòng xe XKSL2 rồi. Nhưng mà ở đây thì cửa hàng em là bán xe cũ, cho nên là cứ một con xe nào về ngày gần đây nhất thì em lại phải làm video clip để đánh giá chi tiết đó. Bởi vì nếu như em để cái clip cũ thì cái chiếc xe cũ ấy nó có thể xấu hơn hoặc nó có thể đẹp hơn, thì nó không gọi là nó không trực quan lắm, thì em lại phải làm. Trong ngày hôm nay em lại về một chiếc SL2 màu trắng, và em lại tiếp tục làm một cái clip đánh giá độ mới của cái chiếc SL2 này màu trắng này. Size là size S, rất phù hợp cho các bác có chiều cao trung bình. Và bây giờ em sẽ đánh giá độ mới của chi tiết của chiếc SL2 XK này. Vâng, và như các bác đang nhìn thấy đây, tổng thành của chiếc xe đạp gian XK SL2 màu trắng. Thế thì như các bác đã theo dõi kênh của em thì dòng XKSL này nó có hai dòng. Một, nó đều có chữ XK và cách là SL. Thế nhưng mà nó có dòng 1 và dòng 2. Dòng 2 đây thì nó sẽ rẻ tiền hơn dòng 1. Nhưng mà để nói dòng touring thì dòng 2 này nó cũng khá là bình dân và rất là tốt trong tầm giá rồi. Chứ không phải nó rẻ tiền mà nó không tốt hơn. SL1 thì nó chuyên về cho những cái người mà chuyên đi phượt bằng touring. Với cái tần suất rèn luyện cao, ví dụ như 20-30 cây một ngày. Nhưng mà SL2 này thì giá nó trung bình hơn và nó cấu hình bình dân hơn, giá hợp lý hơn. Thì nó chỉ khác nhau ở chữ 1 và 2. Và thứ nhất hai là nó khác nhau ở clip. Thì SL2 nó sẽ có, em có rất nhiều cái clip nói về gian XK SL2 rồi, thì cấu hình của nó sẽ là khung nhôm và có cái gióng ở trên nó cong, nó bay như này, nhìn rất là đẹp. Thì dòng SL2 này là một trong những cái dòng bán chạy nhất. Em thấy là bán rất là chạy của trong cửa hàng em. Và yên thì luôn luôn là như vậy, đó là rất là đẹp, mỏng manh. Thiết kế rất là, họa tiết rất là đẹp, và trên này nó có thang chỉ độ cao của yên. Yên cộng yên dẹp giúp cho chỉ quay được một hướng là thẳng so với khung xe, và các bác không bao giờ phải lo là yên bị chạch nếu không xe, bởi vì cọc yên có thiết kế là hình dẹp. Khung là khung nhôm. Size là size S, phù hợp cho các bác cao từ 1m62 cho đến 1m72, 1m60 cho 1m72. Xe về em còn chưa thèm lau rửa gì, rất là mới. Thì cấu hình của chiếc xe là 8 líp thả. Líp thả 8 tầng. Thì líp thả nó khác gì líp vặn. Líp vặn thì thường chỉ có 7 tầng thôi, và cái độ chính xác nó không tốt bằng líp thả được. Líp thả là nó sẽ cái độ lắc ngang của líp nó sẽ ổn định rất là ít, nó chính xác hơn và nó đắt tiền hơn. Của Shimano. Líp thả 8 tầng hiệu Shimano. Đi cùng với đó là cái bộ chuyển động Shimano Tour Lay TX. 100 chiếc SL2 ra sản xuất từ nhà máy chính hãng ra thì đều giống nhau, nhưng em vẫn phải đánh giá lại. Các bác có thể đã xem rồi ở những cái chia video khác rồi, thì đó là những con khác, những con đấy em đã bán rồi, cho nên là cứ về con mới em phải làm video đánh giá tiếp theo. Gạt đĩa cũng Tour Lay TX. Phanh đĩa của chúng ta là phanh dầu hiệu Techo, vành bánh 700C. Vành bánh 700C và vành cũng là của hãng Giant luôn. Thì nhiều bác là nói là tại sao cái dòng XK SL2 này nó lốp nó mòn thế, nhưng mà em xin trả lời là đây không phải là lốp mòn ạ. Lốp của chiếc xe là người ta chế tạo như vậy ạ. Đây các bác có thể nhìn kỹ vào là cái gân của chiếc xe, cái gân của lốp còn như vậy, cái gân đúc ấy, nó như vậy thôi, mới tinh nó cũng nhẵn như vậy. Thì người ta chế tạo là cái lốp này để đi trong thành phố, cho nên là không có ta lông, lốp không có ta lông. Nước sơn của chiếc xe thì khá là mới, không có một cái vết xước lớn nào cả. Rất là bóng đẹp, không có vết xước lớn. Càng trước của chiếc xe là càng nhôm. Cũng của hãng Giant. Chúng ta nhìn thấy mã vạch. Những cái xe chính hãng là thường sẽ có mã vạch này. Một số thì cũng là chính hãng nhưng mà không có thì do người dùng người ta mua về người ta bóc ra rồi.
Đây là thực chất là cái mã bảo hành thôi, thì có xe có xe không thì một số người dùng đã bóc ra. Nên trên tay cầm của chúng ta thì tất cả là cốt tăng, ghi đông, phanh dầu, tay chuyển số, tất cả của chính hãng của Zion. Và tay chuyển số thì sử dụng bộ chuyển số của Shimano Nhật Bản. Đều như vậy thôi, phanh dầu Techo rất là nổi tiếng và hoạt động bền bỉ rồi. Càng nhôm, phanh dầu. Và bên này của chiếc xe như các bác thấy thì sơn cũng khá là đẹp, không có cái vết xước lớn nào cả. Tổng thể có chiếc xe phía bên này. Máy ơ của chiếc xe rất là bon, trơn, có đà. Cần quay nhẹ thì giữ lực cũng rất khá là tốt. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này. Và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp, và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo. Thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được, thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943. Và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác. Thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ, và cộng với ấn chiếc chuông để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng, và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành là đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì được sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước đấy. Các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em, là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra, và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà mà bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.